Khi mà đội Hà Nội có danh hiệu vô địch thứ 5 trong lịch sử của đội bóng. Thật sự bây giờ cá nhân em cũng như toàn đội cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình đã đạt được cái kết quả như mình mong muốn, và đây là cái chỉ tiêu mà cả đội đã đặt ra cho ngay từ đầu mình. Với việc mà vô địch sớm hai vòng đấu thì điều này có nghĩa là cái câu lạc bộ Hà Nội khi mà chúng ta chuẩn bị bước ra cái trận bán kết của FA Cup. Em nghĩ là khi mà đã đạt được chức vô địch V-League rồi thì bọn em sẽ dồn các sức lực cho những giải đấu tiếp theo. Và đây là bọn em sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo. Vâng, cảm ơn Hải. Câu lạc bộ Hà Nội còn hướng đến thứ 3 ở mình không? Không thể nói trước được, nhưng mà em sẽ cố gắng thi đấu từng trận một và đạt kết quả tốt nhất. Em có muốn nói gì với đoàn các hậu đang đến Hà Lan không? Chắc chắn là hậu là một thành phần của đội, cũng là một thành viên của đội, nên tất nhiên là em rất muốn hậu chia sẻ cái niềm vui này cùng anh. Lát nữa em sẽ gửi ảnh hay gửi hình cho hậu nhé. Đi lại cho bé, đi lại cho bé. Rồi, 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 rồi.